Tuấn Anh, Văn Thành, Hoàng Trung, Văn Toàn đã không kịp dứt điểm. Minh Vương, Minh Vương quá thất thế trong tình huống tranh chấp tay đôi với Rafaelson. Một cú dứt điểm từ rất xa, không vào. Chút nữa thì tiền đạo người Brazil Rafaelson đã tạo nên một siêu phẩm ở sân Quy Nhơn với một cú dứt điểm từ sân nhà. Dương Văn Lợi dâng lên quá cao và thực hiện một pha dứt điểm từ sân nhà vượt qua khả năng kiểm soát của Dương Văn Lợi, nhưng bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.